Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Doanh nghiệp nước ngoài chót 1,6 tỷ đô la Mỹ vào Nghệ An. Một dự án điện mặt trời 60 ha tại Đắk Lắk bị chuyển hồ sơ điều tra sang Bộ Công an. Doanh nghiệp bất động sản tại Đồng Nai gửi đơn kêu cứu. Trả nợ trái phiếu, Bầu Đức công bố bán tiếp Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Tại phiên họp thường kỳ vào ngày 25 tháng 12 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, tính đến ngày 22 tháng 12, tỉnh đã cấp mới cho 116 dự án, tăng 3,6 lần so với năm 2022, điều chỉnh 185 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 57.891 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch cả năm 30.000 đến 35.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đã đạt trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. Thông tin thêm về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Lê Tiến Trị cho biết, năm nay tỉnh đã thu hút được 1.603 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó thu hút vào địa bàn khu kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh đã hỗ trợ, kết nối, cung cấp 8.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI và năm 2024 dự kiến nhu cầu lên 15.000 đến 20.000 lao động. Nghệ An đã thu hút thành công được nhiều tập đoàn lớn của thế giới tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như Luxair, ICT, Goatech, Evergreen, Tuten, Foxconn, Renogy, Shandong. Bước đầu hình thành những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô. Theo số liệu mà Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố, tính đến ngày 20 tháng 11/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 36,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,18 tỷ đô, tăng 3,5% so với năm 2022. Đây là mức giải ngân vốn FDI cao kỷ lục kể từ trước tới nay. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam năm 2023, vốn đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Số dự án đăng ký mới cũng đạt 3.188 dự án, tăng 56,6%. Như vậy, cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ một số sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhà máy điện mặt trời. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Long Thành 1 tại xã La Lớp, huyện Esup, có diện tích 60 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Long Thành làm chủ đầu tư. Trong đó, diện tích đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch thủy lợi, được quy hoạch vùng tứ hồ chứa nước La Mơ theo quy định luật đất đai. Do đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai. Vụ việc này liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Long Thanh thuê 60 ha đất xây dựng nhà máy điện mặt trời chồng lên quy hoạch vùng tứ hồ chứa nước La Mơ. Kết luận thanh tra nêu rõ, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư cụm 5 dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện, Esup 12345, trong khi vị trí khu đất thực hiện các dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Theo thông tin từ báo Đồng Nai, mới đây, tập thể các công ty đầu tư dự án bất động sản tại Đồng Nai đã có đơn đề nghị cứu xét khẩn cấp gửi tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh mong sớm xem xét quyết định cho các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án và có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai, theo báo Đồng Nai. Trong đơn, tập thể nhà đầu tư cho biết đang đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp tuân thủ theo hướng dẫn của các sở, ban ngành về thủ tục pháp lý và thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng với quy định của pháp luật để sớm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động như đã cam kết với tỉnh và các cổ đông góp vốn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đến nay, trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, các dự án đều bị thông báo tạm ngưng với lý do chờ giải trình một số vấn đề liên quan đến kết luận của kiểm toán nhà nước. Vì lý do này, nhiều dự án bị chậm tiến độ, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cho biết thêm, trong 3 năm qua, thị trường bất động sản chịu tác động lớn bởi dịch bệnh. Hiện nay, doanh nghiệp đã và đang cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án, nhưng vẫn bị tạm ngừng,
thực hiện để chờ kết quả xem xét và quyết định của các sở ngành. Điều này đã khó khăn lại càng thêm khó khăn phải cắt giảm nhân sự, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, rơi vào tình trạng nợ xấu. Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét và sớm có kết quả thống nhất với kiểm toán nhà nước, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai do các dự án đang thực hiện, tạo điều kiện chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng quy định, thoát khỏi bờ vực phá sản. Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện có 181 dự án bất động sản, chủ yếu nhà ở, được thực hiện theo hình thức nhà nước giao đất, cho thuê đất đang được rà soát, phân loại để tháo gỡ vướng mắc. Đây là những dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn tháng 7/2014 đến năm 2021. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán HAG, vừa công bố nghị quyết chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016. Số lượng cổ phần chuyển nhượng là 9,9 triệu cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, có địa chỉ tại số 238 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, Gia Lai. Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã ủy quyền và giao cho bà Hồ Thị Kim Chi, Phó Tổng Giám đốc Công ty, đại diện ký các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Thông tin này từng được Bầu Đức tiết lộ tại hội nghị gần đây nhất, ngày 15 tháng 12, trên website, bệnh viện này được giới thiệu đã thành lập dựa trên sự hợp tác của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Bệnh viện có 11 khoa nội trú, 6 phòng chức năng và 20 phòng khám chuyên khoa. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng cho biết quyết tâm đưa bệnh viện này trở thành một trung tâm y khoa hiện đại, chuyên sâu bậc nhất khu vực Tây Nguyên, đủ khả năng thực hiện những kỹ thuật y học tiên tiến trong nước và quốc tế. Dù rất tâm huyết, song Bầu Đức vẫn quyết định bán bệnh viện để trả nợ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1412/CD-TTG ngày 25 tháng 12 năm 2023, chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Nội dung công điện đề cập, để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, một trong những yếu tố nền tảng và quyết định sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo từ sớm, từ xa, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện. Tuy nhiên, việc cung ứng điện thời gian qua có lúc, có nơi còn bất cập, khó khăn do các nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Trong đó đã để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2023. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và Tổng Giám đốc các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tập thể, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt, nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm cuối mùa khô, tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương để nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cấp bách của ngành điện, trong đó Bộ Công Thương thực hiện vai trò quản lý nhà nước và chỉ đạo xây dựng tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên để theo dõi, đồng đốc triển khai bám sát tiến độ, phân đấu nhất định hoàn thành và đóng điện toàn bộ công trình đường dây này trong tháng 6 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tập trung nhân lực cao nhất để xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại chỉ thị số 20/CT-TTG ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, hướng dẫn khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo việc thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện
và các yếu tố phát sinh tác động đến cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các vùng miền để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện phù hợp, hiệu quả, rà soát, xây dựng phương án dự phòng chủ động bảo đảm cung ứng đủ điện cho hệ thống điện miền Bắc trong thời gian chưa hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên. Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, khẩn trương xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án quan trọng, trọng điểm do EVN, BVN và TKV làm chủ đầu tư. Đặc biệt là dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên, chủ dự án khí điện Lô Bê, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, khai thác có hiệu quả các nhà máy nhiệt điện tại trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh, v.v. Chỉ đạo giám sát EVN, TKV, BVN tăng cường phối hợp hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố nếu có đối với các nguồn điện của EVN, BVN và TKV. Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan để nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên, bảo đảm hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2024 để tăng cường nguồn cung ứng điện cho miền Bắc. Tập trung chỉ đạo triển khai nhanh, quyết liệt các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Chủ động trong công tác dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát diễn biến nhu cầu điện trong năm 2024 và các năm tiếp theo, để phối hợp xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia, vùng, miền, bảo đảm cung ứng điện, tối ưu, đúng quy định. Chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của tập đoàn chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị sản xuất điện ngay từ đầu năm 2024, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, than, khí, dầu cho phát điện đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ động tích cực, kịp thời hơn nữa việc mua bán điện, nhất là năng lượng tái tạo, theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không để lãng phí nguồn lực xã hội. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch, Tổng Giám đốc BVN, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực về các vấn đề liên quan vận hành các nhà máy điện là chủ đầu tư, vấn đề cung ứng đủ nhiên liệu khí, dầu than cho phát điện theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.